Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này xâm nhập vào phòng stream triệu đô của mình, xem bên trong có những cái gì nha. Đấy, chắc các bạn cũng đang tò mò đúng không? Đấy, phòng của mình đấy. Đây này. Đây đèn. Đây chỉ là bên ngoài thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi vô cho các bạn xem nha. Đây nha mọi người. Đó, chỉ cần mình click xong rồi mình mở vào thằng nào không có ai hết hết cả hồn rồi. Đây là phòng của mình nha mọi người. Đó, ui sao trong phòng nó cứ gọi là bóng loáng thế này, thế nào nhở? Nhưng mà do cái bóng đèn của mình nó mờ các bạn, thực ra thì nó hơi xấu xấu một tí. Phòng thì nó trước cũng khá là xấu xí nhưng mà bây giờ mình dán lại rồi đấy, giống như bức tường luôn đấy. Rồi, như các bạn có thể thấy rằng thì hiện tại mình đang gọi là ở trong cái phòng stream của mình nha các bạn. Đó, mình sẽ quay toàn cảnh luôn cái phòng làm việc của mình cũng như là cái phòng mà mình gọi là suốt ngày ở trong này. Rồi, mình sẽ cho mọi người xem. Đây tất cả nha. Đầu tiên thì mình sẽ xem cho các bạn xem sơ qua những cái thứ linh tinh. Đây là cái máy tính ngày xưa. Ngày xưa mình không phải ngày xưa mà mình mua nó cũng được 3 năm rồi. Bắt đầu mình làm YouTube là bắt đầu mình mua cái máy này. Nó cũng khá là ổn, chơi game khá là tốt. Đây là cái loa vi tính. Còn đây là cái máy tính. Cái màn hình này với cả cái máy tính này sẽ làm một bộ của nó. Ngày xưa mình mua hình như là hết 20 mấy triệu các bạn. Tất cả luôn. Còn tai nghe thì chưa tính, tai nghe mình mua hết 30 mấy ấy. 2.6 triệu, chính xác là như 2.6 triệu luôn. Còn cái này, cái màn hình với cả bàn phím cũng như là cái con CPU này là mình vừa mới mua nha các bạn. Đấy, con lắn đèn đàng hoàng này, ngon ngay, rồi còn xoay xoay cái chịu cái đấy, hết cả lều ạ. Lúc trước ấy là mình thấy người ta gắn máy tính ấy, họ sao bỏ đèn ở bên trong này, thế là mình quay như này mình nhìn thấy con chuột đó luôn, đâu xanh như nó. Mình mở cái này, cuối cùng mình đặt cái bộ này, cuối cùng bây giờ xoay xoay được mỗi tí này, bên trong này chả thấy cái gì, ôi vãi lều ạ. Chán thế thì được. Chính xác là cái bộ này mình vừa mới đặt xong nha các bạn. Tổng tất cả cả màn hình với cả cái bộ này. Cái bộ này thì mình xài i7-8700. Cả màn hình là 2070 nha các bạn. GTX 2070 nha. Hình như là cả màn hình không vào nó 14 triệu rồi sao ấy. Với cả cái con chip i7 nữa thì nó hình như là 7 hay 8 triệu gì. Nhưng mà nói chung là mình lắp cái bộ này tổng cộng là hết từ A cho đến Z. RAM thì 16GB, tất cả mọi thứ, nguồn như các thứ kiểu gắn sau là hình như là 32 triệu các bạn. 32 triệu cộng thêm cái màn hình 3 triệu nữa, tổng cộng là 35 triệu tất cả luôn. Từ A cho đến Z luôn. Các bạn thấy hoành tráng không? Thì các bạn cũng đã biết rằng thì hôm bữa thì mình có nói là cái máy tính này của mình ngày xưa là nó bị yếu sinh lý các bạn. Vì thế nên mình mới sắm thêm cho mình cái con máy này luôn. Đó. Đây hiện tại thì đây đang có cái kênh của mình, hai máy hai kênh đấy, ngon ngay. Một mình làm tới nhiều kênh quá, đâm ra xài sử dụng một cái máy này vẫn được các bạn, nhưng mà nó chậm, nhiều lúc nó bị đơ ấy, hơi bị đứng một tí. Giờ chắc là nó đỡ lại rồi đó, mình chuyển bớt qua bên này rồi đó. Hôm nay mình sẽ review tất cả những cái món ở trong cái máy, trong cái phòng stream của mình nha. Đây có một cái laptop này lúc trước mình mua 12 triệu mà mình mua khoảng 4 năm trước rồi các bạn. Máy tính Dell coi nặng, giờ mình để đây nghịch nghịch chứ nó cũng không có giúp ích gì được nhiều. Chủ yếu là mình để hát hò hò đây này. Có bộ hát hò đây này các bạn. Đó, thấy không? Cũng mic đàng hoàng đó, hát laptop đấy. Còn đây là một dãy ba nút bạc và một nút vàng. Ui giời. Vỡ mồm. Đẹp chưa? Các bạn thấy gắt chưa? Đó, trong phòng của mình nó chỉ có đơn giản thế thôi. Ngoài trừ cái điện thoại iPhone 8 Plus mình đang cầm là cái điện thoại mà mình để chơi game. Đấy, làm clip. Còn đâu cái mấy cái bên ngoài thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới clip. Nhưng mà mình cũng thấy cắt ghép một thứ linh tinh. Giờ này coi các thể ổ cứ vlog mà phải cắt đi các bạn. Cắt thì mình sử dụng máy tính cắt này, mấy phần mềm này. Trên này có cái GoPro hết rồi. Chẳng có gì các bạn. Phòng livestream triệu đô của anh Hảo triệu súp chuẩn bị cái vàng thứ hai nữa rồi đấy, nhưng mà nó cũng rất là đơn sơ, không có cái gì hết. Đây các bạn có thể thấy không,
Có cái gì đâu? Có cái gì đâu? Không có cái gì hết trơn nha. Chả lắm. Tuy phòng của mình nó không có đầy đủ tiện nghi, nhưng mà theo mình thấy là đối với mình thế là quá đủ rồi. Ngon lành đình đào rồi. Mình cũng sắm sửa cũng khá là trang bị đầy đủ vụ kiện, camera rồi mic, cái tai nghe. Đấy thì cái mic ở cái tai livestream ấy thì mình sử dụng cái mic ở trong cái tai nghe nha các bạn. Còn đây camera đây luôn. Camera mình xưa mình mua mấy trăm nghìn, 700 nghìn. Được. Mình livestream bằng cái máy này. Nếu mà hôm sau mình có livestream lại ấy, hiện tại bây giờ mình đang ngừng livestream nha các bạn. Tại vì mình đang dính một cái hợp đồng nó liên quan tới không được livestream, thì vì thế nên mình không livestream được. Mai sau mình live thì mình sử dụng máy này cho nó mạnh. Nhờ, hợp lý. Ngon đấy. Kích thích. Rồi, như các bạn có thấy rằng thì đây mình sẽ cho mọi người xem cái máy tính lộ thiên của mình nha. Đây cái máy thời xưa này, các màn hình 1050Ti nha các bạn. RAM thì 16GB đấy, nhưng mà thế thôi. Chip cũng i7 nhưng mà 6700 thời xưa rồi. Đấy, còn đây là ổ cứng các thứ kiểu lộ thiên luôn. Không có gì che hết trơn. Để về cho nó mát. Các bạn hiểu không? Đấy. Nếu con nít ấy, con nhỏ ấy, nó đâu mặc quần đâu, để cho nó mát. Này. Mát vậy nó mới khỏe khoắn được các bạn ạ. Thường thường ấy thì mình làm clip mà mình mệt ấy các bạn, thì mình sẽ ngồi như này. Đó, ngồi xuống, ngồi vào cái ghế này nha. Ngồi vào ghế này này. Đó, ngồi vào ghế này. Xong rồi mình sẽ nhìn ra bên kia. Đó các bạn thấy không? Thấy cái hình của mình không? Chào cái nút vàng không? Đó, mỗi khi mà mình mệt là mình sẽ bắt đầu mình nhìn vào đó, mình cười. Hoặc là mình sẽ khóc. Đó, hoặc là mình làm gì đấy, thế là nó đỡ mệt lại tiếp tục công việc thôi. Tại vì công việc của mình nó cũng mặc dù nó không có quá mệt nhọc nhưng mà nó khá áp lực các bạn. Rất là áp lực luôn. Ok, như vậy là mình cũng đã review sơ sơ qua về căn phòng gọi là triệu đô của mình rồi nhá. Đối với mình nó là triệu đô nhưng chắc đối với các bạn thì nó là chỉ là một cái phòng gọi là có tép, bám mép con mèo nhờ. Đối với mình nó là triệu đô rồi đó, không phải dạng vừa đâu nha. Phòng stream này để không đi hẳn vãi lều. Mình thấy ở trong mấy clip của mấy youtuber hoặc là mấy streamer nổi tiếng khác, trong bên trong có đèn nó nhìn thấy bên trong có ruột luôn này. Cái đậu xanh gắn này có nhìn thấy cái ruột tí đâu. Các bạn có thích xem không? Thích xem thì thôi khỏi đi ha. Máy tính của mình nó cùi lắm, nó có phải là máy tính của dạng 100 triệu hoặc là ấy đâu, có mình mua có 30 triệu à, mua có thùng CPU không á. Thì đấy những cái món gì mình đã nói rồi. Nó đơn giản lắm. Rồi, thì đúng rồi. Nhân diện đây thì mình có một nhận được một cái hộp quà của Gardena nha các bạn. Mình sẽ đập hộp quà của Gardena cho các bạn xem luôn nha. Đấy, ngon ngay. Để xem bên trong nó có cái gì nhá. Có gì hot. Đi đèn. Vậy. Mình sẽ đọc hộp hộp quà của Gardena gửi cho mình nha. Đây các bạn thấy không? Đẹp không? Living movie. Thật ra mình nhận cái hộp này cũng được 2-3 ngày rồi nhưng mà mình chưa mở. Chờ hôm nay làm clip lần mở luôn như thế. Các bạn thấy hợp lý không? Ui, hộp đẹp thế. Cái này làm gì mà phải lấy ra cắt ra đúng không? Sức mạnh của mình nó không đạt là vô đối rồi. Mắc mớ gì phải cắt. Wow. Đẹp quá. Cảm ơn Gardena đã gửi tặng mình cái hộp quà này nha. Đây. Các bạn thấy không? Của Gardena này. Thắng bại tại kỹ năng Linh Quân. Ok, mình sẽ mở hộp quà cho mọi người xem bên trong sẽ có cái gì nhá. Này mở sao đây? Đúng rồi gì đó, đúng kiểu đúng mình mở rồi nữa. Chuẩn luôn. Đây, sẽ mở kiểu này. Đúng không? Chính xác sẽ mở kiểu này đúng không? Đó. Ui. Đây. Thất bại tại kỹ năng đây. Trời ơi. Một quyển tập. Đây là ghi chép. Đó. Kiểu như đây là một quyển sổ, giống như một quyển sổ các bạn, để ghi chép trong ngày tháng nha, không có gì hết nha. Để ghi chép, ví dụ như là mình ghi chép là hôm nay ngày bao nhiêu,
mình làm clip liên quân con gì, hôm nay ngày bao nhiêu, ngày mai lên ý tưởng ấy bạn, cái này giống như là lên ý tưởng ấy, mai mình sẽ cho game bằng 1-0 hoặc là ngày mốt mình sẽ cho game ngày bao nhiêu đó, rồi đây nhìn đấy, ngon, tuyệt vời, một cái tập nha các bạn, rất là dày, da hay sao quá. Sao nhỉ? Sao ra? À như lôi này lên đúng rồi gì nữa. Đúng rồi, lôi này lên đúng rồi gì nữa. Trời ơi, tôi ngáo thế. Ui! Bạn ăn cơm gì? À đây! Trời, nó ở bên dưới các bạn ạ. Đây có một cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái này là cái gì mà mình thấy mọi người hay đeo như thế này đúng không? Đeo như thế này đúng không? Đúng không? Thằng nào đằng sau nó cầm nó giật như thế này cái nào? Đẹp tôi luôn. Thôi đeo này nó cho chắc ăn. Hôm này không được, nó cầm nó lôi nó giật mất. Hình như là đeo như thế này. Đúng không? Kẹp vào nách như thế này, ái đi ra đường kia. Mình bỏ xiên vào đây đúng không? Bỏ xiên điện thoại ở đây xong rồi kẹp nách như này. Thằng nào mà được thò thò phát này đúng đấy luôn đấy các bạn thấy không, thằng nào mà thò thò tay vào này đúng luôn đấy, trời ơi kinh thế chứ, mình tính toán tới mức bộ này đúng đấy luôn đấy, mày sờ vào hả mày. Wow, đây phía sau hộp quà các bạn, đây có một chiếc áo nữa, áo thun các bạn ạ. Ui sao áo to rộng thế nhỉ, cái này mình có phải một quần không? Bây giờ mình thử hết cả quần hết quần áo xong mặc cái này là khỏi mặc quần xem có đẹp không nhá. Hơi rộng các bạn ạ, bị to kinh khủng luôn. Đây ở đằng sau sẽ là cái thắng bại đại kỹ năng, ở đằng trước sẽ là to quá, mình thấy hơi to liên quân đó. Đây là đằng trước nha các bạn, đây là đằng sau. Đó, nếu mà mình mặc thì mình sẽ mặc như thế này đúng không? Đấy. Hai bên. Không cần một quần đâu. Đẹp. Rồi, như vậy mình đã đập cục món quà của thử nó có luôn sao nào. Xem cần phải mặc quần không nào. Đấy, làm vào một khu trừ các bạn. Mình làm vào luôn. Đó, thử luôn nha. Wow. Đây. Vứt phải một quần. Đẹp không? Các bạn thấy đẹp không? Không, nếu mà tính ra này hồi nãy nhìn nó rộng vậy nhưng mà mặc vào cái này nó không rộng đâu. Vừa rồi các bạn ạ. Rất là thoải mái luôn. Đấy. Xong rồi đeo thêm cái này vô nữa. Này mình có thể cho nó dài được mà đúng không? Dài thoải mái. Đó. Đẹp như thế này. Thấy đẹp chưa? Trời ơi, cầm thêm quyển tập nữa. Đây, như thế này, cầm thêm cái bút nữa. Cái là đi như thế này, đeo thêm kính nữa. Wow. 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 Đâu mà mở ra như thế này này, đó, giả bộ rồi ghi chép. Đó. Ui giời ơi. Nó lại cứ gọi là đẳng cấp nhờ. Cái này xong rồi, đẩy như thế này, đó, xong bắt đầu. Ghi như thế này.
Garena đã gửi tặng mình một món quà. Ui trời, trời ơi, cái gì này trời ơi, không thể tin được, không có gì hết. Tí nữa thì hết hồn nhỉ, cái bạn web của cô luôn. Cái này giống như mình bỏ tiền hoặc bỏ điện thoại vào đây đúng không mọi người nhỉ? Ôi thấy người ta đeo chứ mình có biết bao giờ đeo đâu. Từ bây giờ Garena tặng mình mới biết được là cái này mình có cái này để mình đeo. Hôm sau đi du lịch đeo như này nè. Rồi tuyệt vời, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết clip của mình nha. Chúc tất cả các bạn xem video vui vẻ, nhớ ấn like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình đấy. Hiện tại mình có kênh YouTube mà mới của Liên Quân Mobile, đó sẽ là kênh Ngảo Lai. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh nói thì qua đăng ký kênh nói giúp mình nha, để mình có thể nhận theo được một cái vài thứ hai. Mình sẽ cố gắng trong năm nay, hoặc là nói chung là cố gắng trong năm nay được 1 triệu người đăng ký. Nhưng mà nếu mà nhanh thì có thể là vậy, còn nếu mà chậm thì chắc phải sang năm mới đạt được. Rồi, nhưng mà không sao, tất cả các bạn đã ủng hộ mình bằng cách đó chính là like và đăng ký kênh, mình cũng rất mừng rồi. Bye bye và xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Các bạn thấy phòng gym của mình, phòng live stream tỷ đô của mình thế nào? Triệu đô của mình cũng ngon lành không? Nói chung là đối với các bạn thì đối với cái nhà giàu ấy thì mình thấy nó không đáng là gì. Nhưng mà đối với mình thì mình thấy thế là đủ rồi. Mình theo mình thấy không cần thiết cho lắm. Sau này mình sẽ cố gắng kiếm tiền mua đất này, xong rồi xây một cái nhà bự thì bự này, làm cái văn phòng thật đẹp, mình treo hết những cái nút vàng ở đây này, xong rồi mình sẽ mua ô tô này, xong rồi mình sẽ mua xe mô tô này, xong rồi mình sẽ mua điện thoại xịn này, xong rồi mình sẽ ôi trời tình ngủ rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại tất cả các bạn vào clip sau. Nhớ like, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình nhá. Bye bye.